Em chào anh. Anh cần mua gì để em tư vấn? Khách quen ha. Dạ anh ơi. À, tôi có việc bận phải đi. Lần sau tôi lại ghé. Xin lỗi. Dạ. Về rồi nha. Mà như uống bia vậy. Trà này càng uống càng tỉnh. Không xỉn để mà muốn quên gì là quên được đâu. Thì điều em cần bây giờ là tỉnh táo mà. Tỉnh táo. Thôi, có đánh thế đánh nữa cũng không tỉnh được lại đâu. Có chuyện gì nói cho anh nghe. Già làng này sẽ cho em một lời khuyên. Nhưng bây giờ em phải làm sao đây? Tim của em á, nó đang đập bùm bùm bùm. Bây giờ em chỉ có nước để đi gặp bác sĩ thôi đúng không? Bác sĩ thì chả giải quyết được gì cả. Bây giờ ấy, mày phải đi tìm cái đứa nào làm cho mày mắc bệnh tim ấy. Nước non cách mấy buồng thêu, những là trộm dấu thầm yêu chốc mòng. Ủa? Sao anh biết em đang trộm nhớ thầm yêu? Mặt em lộ lắm hả? Thế mày nghĩ có chuyện gì mà làm cho tim mày đập thình thịch được? Vậy bây giờ em phải làm sao đây? Em không muốn lọt thỏm vào tình yêu nữa đâu. Em bơi mệt lắm rồi. Không được. Em nhất định phải thoát ra khỏi lưới tình. Nhà bao việc, yêu đương chỉ là chuyện phù phiếm, chỉ làm cho mình mất thời gian và tâm trí thôi. Đúng không? Già làng, pha cho em một ấm trà nào đó uống vô một cái em quên hết sự đời. Em không thấy vẻ đẹp gì của thế gian này. Trai đẹp mà lướt thước qua mặt em cũng lên luôn. Thôi. Mày đừng ngay, mắc cười mà anh chết mất. Anh tặng mày thêm một câu nữa. Cho hay là thói hữu tình, đố ai gỡ mối tơ mảnh cho xong. Giờ này mà còn thơ với thẩn nữa, mệt anh quá, dọc em hoài. Không được. Không gỡ được, em nhất định cũng phải gỡ cho bằng được. Lê Tồ này nhất định phải thoát ra khỏi lưới tình. Chị, hình như cái anh hôm bữa ghé qua thì sao á? Anh nào? Thì cái anh vẽ cái tranh gian dẫu của chị đó. Chị, mà có khi nào ông để ý chị chứ phải để ý tranh không? Chứ không có đâu. Nếu như mà có là anh đã vô đây gặp chị rồi, chứ đi lướt qua làm gì? Thì ai mà biết được, thấy người đẹp nghiêm nghị quá nên là người ta không dám tiếp cận sao? Tào lao quá à. Ngồi xuống đi. Chị có chuyện muốn nói với em nè. Ừ. Chị đang định phát triển thương hiệu Lê Vintage á. Có nghĩa là chị sẽ cho ra đời những bộ sưu tập đính thương hiệu Lê Vintage. Em thấy sao? Chuẩn. Chị, chứ chị nhìn đi, sản phẩm bên mình sang xịn mịn như vậy thì chị phải đính thương hiệu thôi. Chứ nếu không thôi nha, mình sẽ bị copy tràn lan. Đã vậy chất lượng thì thượng vàng hạ cám. Có khi nha, cái hàng nhái á còn làm xấu mặt cái hàng gốc của mình nữa. Nên là cách tốt nhất em vẫn nghĩ là chị phải làm thương hiệu, sau đó mình mở rộng thị trường. Nhưng mà vấn đề của chị ở đây là chị mới về Việt Nam, chị không có rành gì về thị trường hết. Với lại chị cũng không biết làm cách nào để xây dựng thương hiệu nữa. Cũng khó ha. Chị. Em có một ý. Sao? Nhưng mà không biết có được không? Chị nghe thử nha. Bây giờ chị sẽ phải thiết kế ra một bộ sưu tập. Sau đó mình sẽ mở ra một show thời trang nho nhỏ để giới thiệu bản thân. Khi đó nha, thứ nhất
là chị vừa PA được bản thân mình. Cái thứ hai, chị nắm được thị hiếu. Cái thứ ba, có khi chị còn tìm thêm được nhiều ý tưởng trong những bộ sưu tập sau nữa. Cũng hay đó. Nhưng mà chị phải nghĩ thêm một chút, phải làm thêm cái gì đó, chứ không thể nào chỉ ngồi không thiết kế được. Nghĩ cái gì nữa mà nghĩ. Bây giờ chị phải bắt tay vô làm. Chị phải làm bước 1 thì chị mới biết được là những bước tiếp theo chị cần phải làm gì, hiểu không? Em đảm bảo với chị luôn, chỉ cần chị tung bộ sưu tập ra một cái nha, lúc đó thương hiệu của mình sẽ lên vù 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 luôn. Đúng rồi. Bây giờ chị nhất định phải tập trung vào sự nghiệp tuyệt đối. Không có yêu đương gì nữa. Yêu đương chỉ làm mất thời gian, không làm nên tích sự gì hết. Đúng không? Đúng.